kết thúc phiên tòa kéo dài 10 năm về vụ tấn công ở Paris năm 2015. Salas Adeslam, người sống sót duy nhất của đội chiến binh Hồi giáo, làm thiệt mạng 130 người trong cuộc tấn công ở Paris vào năm 2015, đã không kháng cáo bản án chung thân và bản án có tội, đóng cửa cho phiên tòa thứ hai, một tòa án phúc thẩm ở Paris cho biết vào hôm thứ Ba, ngày 12 tháng 7. Tháng trước, một tòa án ở Pháp đã phán xét Adeslam phạm tội khủng bố và tội làm nhiều người thiệt mạng. 19 người khác đã bị kết tội vì đã giúp đỡ tổ chức cuộc tấn công này vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 nhằm vào hội trường âm nhạc Patek quán bar, nhà hàng và sân vận động thể thao Stade de France. Tòa phúc thẩm Paris cho biết một trong một tuyên bố rằng không ai trong số 20 nghi phạm kháng cáo quyết định này. Những người đàn ông đã bị kết án vào tháng trước sau một phiên tòa kéo dài 10 tháng với Adeslam, tuyên án hình sự nghiêm khắc nhất có thể là trong nước và không có khả năng được thả sớm. Kiên quyết bắt đầu tại phiên tòa, Adeslam đã nói rằng anh ta là một binh lính của nhà nước Hồi giáo, tổ chức đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng sau đó Adeslam đã xin lỗi các nạn nhân.